Kính thưa đại hội đồng, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một ngày để được bồi linh, và chủ đề của chúng ta là nhìn xem Đức Chúa Giêsu trong buổi sáng cũng như buổi chiều. Có bốn đệ tớ của Chúa đã chia sẻ lời Chúa tâm tình cũng với đề tài này. Sáng sớm giờ tỉnh nguyện cũng như buổi tối hôm qua cũng hướng về đề tài này. Và tôi có dịp để chia sẻ lời Chúa cuối cùng tối hôm nay. Và không biết tôi phải nói điều gì để cho có những cái điều mới mẻ ở đây. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng lời Chúa luôn luôn tươi mới cho đời sống của chúng ta. Người Phúc Khách Lan có câu tục ngữ: chẳng ai đuôi mù bằng kẻ không muốn nhìn xem. Chẳng ai đuôi mù bằng kẻ không muốn nhìn xem. Không ai trong chúng ta lại không muốn nhìn xem. Nhưng thật ra chúng ta đang nhìn xem điều gì? Bởi vì xung quanh chúng ta có quá nhiều điều để chúng ta có thể chứng kiến mỗi ngày. Và thậm chí chúng ta xem chưa đủ, và chúng ta muốn tìm kiếm những điều mà dường như không đáng để chúng ta nhìn xem. Trong khi đó thì là sáng của Chúa: hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Chúng ta chưa thật sự thực hiện được. Trong những cái sự nghiên cứu thì trong đó tôi xem người ta cho biết cái kết quả của cái tỷ lệ nhìn xem chú ý ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta làm việc. Một người chạy một chiếc xe đạp, một chiếc xe gắn máy chậm chậm trên đường thì chỉ cần tập trung 12% sự chú ý là đủ. Nhưng khi một người ngồi trên máy may để may quần áo thì phải chú ý nhiều hơn là 15%. Nhưng khi chúng ta đứng ở một cái chỗ cần an toàn chắc chắn để đóng một cái đinh vào vách tường thì chúng ta phải cần tập trung 43% cái sự chú ý. Một người đánh đàn piano phải tập trung chú ý nhìn vào bài hát, cái sự tập trung đó chiếm 56%, cao hơn một người lái xe ô tô chở nhiều hành khách thì chú ý phải cao hơn là 59%. Một vận động viên bóng bàn thì phải cần tập trung sự chú ý cao hơn nữa là 61%. Một câu chí đánh máy chữ với trách nhiệm rất nặng từ câu chữ trong văn bản phải tập trung chú ý 78%. Nhưng cao hơn hết vẫn là một người đọc sách phải tập trung hoàn toàn sự chú ý, không phải đọc mà còn phải muốn hiểu ý nghĩa của nó, và cần 100% nhìn vào và không bị phân tâm, chú ý trọn vẹn. Thế thì bây giờ chúng ta chú ý bao nhiêu phần trăm khi chúng ta gọi là nhìn xem Chúa Giêsu? Có lẽ chúng quanh chúng ta có quá nhiều điều phân tâm. Không phải là chúng ta không muốn nhìn xem, vì như vậy là chúng ta trở thành kẻ đuôi mù. Nhưng chúng ta không tập trung sự chú ý đầy đủ như điều đáng phải có khi hướng về Chúa. Cái chữ nhìn xem ở đây có nghĩa là tập trung sự chú ý, hay là dồn sự chú ý vào một đối tượng, hay là có một ý nghĩa khác cho chúng ta thấy mạnh hơn. Nhìn xem là lìa tất cả mọi tầm nhìn khác để hướng về, chú tâm về một mình Chúa Giêsu. Thật ra đây là điều không khó hiểu, nhưng cái thực tế rất khó làm. Bởi vì như Gia Cơ đã nói ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 8, chúng ta thường bị phân tâm, và người như thế thì giống như bị sóng biển đưa đi đây đưa đi đó, không chủ động được. Thế thì buổi tối hôm nay chúng ta đã tiếp tục được nhắc nhở về đề tài nhìn xem Chúa. Và tôi muốn chia sẻ một số điều liên quan đến bài học của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu như là một gương mẫu trọn vẹn. Đó là điều mà Kinh Thánh nói ở trong các câu thứ nhất đến câu thứ ba của đoạn 12 sách Thi Bài Đức. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu như là một gương mẫu trọn vẹn. Trong đoạn thứ 11 chúng ta thấy đó là những gương mẫu, những anh hùng đức tin để làm gương cho chúng ta, tức là chúng ta nhìn họ để
bắt chước chứ gì. Rồi chúng ta cũng có thể thấy trong câu thứ nhất, chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy. Ở đây là nhiều sự tập trung để xem chúng ta thực hiện như thế nào công việc sẽ đua bước đi trên đất như cùng trong lượng tượng sáng nay đã nói. Nhưng dù có nhiều gương mẫu thì không có một gương mẫu nào gọi là trọn vẹn bằng gương mẫu Chúa Giêsu mà chúng ta phải nhìn đẹp. Đây là một đấng trọn vẹn. Ngài đã bắt đầu cuộc đua và kết thúc cuộc đua một cách tốt đẹp. Cho nên đây là gương mẫu trọn vẹn để chúng ta thực hiện việc bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúa sống một đời sống công bình trọn vẹn, không có kẻ thù nào tìm được một lỗi lầm nào dù nhỏ trong cuộc đời của Chúa Giêsu, mặc dầu Chúa Giêsu làm người có một nhân thánh trọn vẹn giữa trần gian. Cho nên giữa biết bao nhiêu những bất toàn và có thể là sự bất phạm trong cái nhìn của chúng ta thì hãy hướng về Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy Chúa đã chịu lấy thập tự giá khinh điều sỉ nhục. Ở đây có nghĩa là Chúa là gương mẫu lớn nhất về kỷ luật. Chúa Giêsu vâng phục trọn vẹn, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Không ai vâng phục hơn Ngài. Và nếu ai nói rằng nhìn xem Chúa Giêsu mà thiếu sự vâng phục, đó là kẻ nói dối. Thế thì rõ ràng Chúa Giêsu làm gương đầy đủ trọn vẹn cho chúng ta về sự công bình, về cuộc sống không lỗi lầm, về kỷ luật, về thuận phục ý Chúa là Cha, không chỗ nào chê trách được. Chúng ta đã từng thất vọng khi chúng ta nhìn xem những người này người khác như là thần tượng. Thế rồi chúng ta sẽ thất phạm khi thần tượng đó sụp đổ, phải không? Không ai trong chúng ta có thể thay thế vị trí của Chúa để người ta phải chú ý vào chúng ta. Có người là bất toàn, ngay cả trong tổ chức của Hội Thánh Chúa cũng bất toàn. Vì đó là những con người, đó là những người cố gắng để đạt đến sự trọn vẹn, nhưng Chúa vốn là trọn vẹn. Không nhìn Ngài mà chúng ta luôn nhìn những con người gọi là bất toàn đó, thế rồi chúng ta sẽ bất toàn. Chúng ta thấy trong cái bộ cái đồ nói về người ăn mài nơi cửa đẹp, khi thấy Phi-e-rơ trong đền thờ đi ra thì nhìn chăm chăm Phi-e-rơ, Kinh Thánh chép rõ lắm, vì người tưởng được gì. Thế thì rõ ràng nhìn bề ngoài một Phi-e-rơ một dân thì chắc không được nhiều cũng được ít, nhưng không được gì cả. Và đúng đó là điều mà Phi-e-rơ xác nhận, ta không có gì để cho người, những điều ta có là cho người. Như vậy điều mà chính Phi-e-rơ muốn hướng người này về là sự ban cho độc quyền năng của Chúa, chứ không phải của chính Phi-e-rơ. Nhìn xem Chúa Giêsu như là một gương mẫu trọn vẹn, bởi vì không có một điều gì có thể tìm thấy sơ sót lỗi lầm trong một Giêsu trọn vẹn trên đất. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng bất phạm khi nhìn những người này người khác, và chúc chúng ta cố gắng đừng gây cho kẻ khác bất phạm khi nhìn chúng ta, mà tất cả phải hướng về Chúa. Đó là nhìn xem Chúa như là một gương mẫu trọn vẹn cao nhất trong cả đời sống của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta chú nhìn vào Chúa như thế, có lẽ chúng ta sẽ bớt đi trong việc lên án kẻ khác. Vì chúng ta thường đòi hỏi kẻ khác phải trọn vẹn. Không, không ai có thể trọn vẹn như Chúa Giêsu cả trên đất này. Vì vậy khi chúng ta tìm một đấng trọn vẹn đó, thì chúng ta sẽ không đòi hỏi nơi những con người bất toàn những điều giống như Chúa được. Giêsu đã bắt đầu và kết thúc cuộc đua. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta nhìn Chúa Giêsu như là một gương mẫu trọn vẹn. Điều thứ hai, nhìn xem Chúa Giêsu đó là một cái tầm nhìn vượt thời gian và không gian. Chúng ta không biết hoàn toàn Chúa Giêsu cái khuôn mặt như thế nào lúc Chúa còn ở tại thế.
Cho nên khi ban tổ chức bàn bạc để tìm một cái hình ảnh nào đưa lên tấm phong cho thích hợp với đề tài nhịp sống Chúa Giêsu, thì có người đề nghị là để cái hình Chúa Giêsu thật lớn ở đây. Nhưng mà rồi nhiều ý kiến không đồng ý, bởi vì có đúng là hình đó là hình của Chúa Giêsu không? Vì vậy cho nên không nên để một cái hình nào, nếu mà là tượng trưng thì được, chứ không để một hình nào. Vì nhìn Chúa Giêsu có ý nghĩa cao hơn, đó là một cái tầm nhìn vượt thời gian và không gian. Ở trong câu thứ hai phần B, chúng ta xem lại: chính vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Trong cái ý nghĩa của câu này có nghĩa là Chúa Giêsu nhắm vào niềm vui mà Thượng Đế đã đặt ở trên trời. Tất cả những khổ đau ở trên trần gian này không nhẫn chìm được một con người luôn luôn nhắm vào niềm vui bất tận của Thiên đàng. Bởi vì tiếng Việt mà chúng ta có ở đây là đứng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, có nghĩa là nhắm vào cái niềm vui của Thượng Đế ở trên trời suốt cả mọi đời đời. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của tiên tri này, tiên tri khác luôn truyền ra sứ điệp của Chúa cho một thế giới đầy bất ổn. Họ nói một cách rất là mạnh mẽ, bởi vì đó là chính Đức Chúa Trời truyền phán. Và chúng ta thấy ở trong có một cái sứ đồ đã nói đến một nhân vật là Ê-tiên. Ê-tiên đối diện với sự bất bỡ và ông sắp bị ném đá mà chết. Kinh Thánh trong đoạn 7 sách Công Vụ từ câu thứ 55 đã chép rằng: những người được đầy dẫy Thánh Linh, mắt nó trông lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Ê-tiên không phải mù quáng mà không thấy sự đớn đau sẽ đến với mình. Ông không phải ngu si gì mà không thấy những kẻ đang chuẩn bị ném đá mình chết. Nhưng ông có một cái nhìn vượt cả thời gian và không gian. Ông nhìn tận trên trời nơi Đức Chúa Trời là Cha và nơi Đức Chúa Giêsu Christ đang đứng trên để đón tiếp mình. Và với cái nhìn xuyên cả thời gian và không gian đó, với niềm vui đặt trước mặt mình là mục tiêu đó, thì không có một cái điều gì của trần gian này có thể làm cho thất bại. Và chúng ta thấy chính Ê-tiên đã để lại chúng ta một gương hết sức là tốt đẹp. Sự khó khăn chung quanh chúng ta vẫn tiếp tục còn, hết điều này đến điều khác, nhưng đừng chú ý đến những gì thuộc về khó khăn ở tại trần gian, ngay cả chúng ta sắp đối diện với sự bắt bớ và chết chóc. Hãy nhìn lên trời nơi chính Đức Chúa Giêsu, và cái nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta sẵn sàng để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Người ta đã phân tích và nói như thế này: chúng ta hãy đi lấy một con chuột. Khi một người cầm một cái chổ đuổi theo nó, hay là một cái cây hoặc bất cứ một vật gì để muốn làm cho nó chết, nó không chú ý để nhìn cái chỗ đó hay là người đó. Nó chỉ biết người đó đang đuổi và muốn giết nó là đủ. Và nó bắt đầu chú ý tìm đến một chỗ để ẩn nấp an toàn là quan trọng nhất. Thế thì vấn đề không phải là chúng ta ngu si dại dột không biết, không biết những khó khăn sẽ ập đến cho đời sống chức vụ và công việc của Chúa Trời. Nhưng chúng ta có một tầm nhìn xa hơn, tìm được một nơi ẩn nấp, tìm được một Chúa trọn vẹn đang đứng để có thể sẵn sàng tiếp trước chúng ta, thực hiện chương trình tốt lành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cần hướng lên trên nhìn xem Chúa Giêsu. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây là như thế: nhắm vào niềm vui của Đức Chúa Trời đặt phía trước, ở tương lai, ở trên trời. Người ta kể câu chuyện vui về một vị mục sư. Khi đứng trên tòa giảng, ông giảng, ông nhìn xuống thấy có một bên quý ông, quý bà. Quý bà thì nhìn qua bên quý ông, quý ông nhìn là quý bà, không có nhìn tới tòa giảng. Thế nên ông thấy ông giảng cứ giảng làm sao ở dưới, không chịu nhìn lên diễn giả mà cứ nhìn qua
giữa với ông với bà cái nhìn qua nhìn lại như thế này, rồi có khi cười, rồi có khi làm cái động tác mà ông mục sư cảm thấy rất là khó chịu. Vì vậy ông mục sư nghĩ ra một cách là ông sẽ kéo màn chính giữa, màn kéo thẳng chính giữa, cho nên hai bên không có nhìn qua được. Và khi không có còn nhìn qua nhìn lại được thì quý ông bắt đầu ngủ khi mục sư giảng. Quý bà không nhìn qua cho nên bắt đầu nói chuyện với nhau. Ông mục sư cũng thấy thất vọng, cách này cũng không có hiệu quả. Nhưng mà ông thử vài ba tuần thì cũng như thế. Cho nên ông nói rằng là xin thưa quý bà, anh chị em, nhất là quý bà, hãy nói chuyện nhỏ nhỏ chút để cho quý ông ngủ. Mục đích là chú ý đến lời giảng của đệ tớ của Chúa. Nhưng mà dường như họ không chú ý. Có thể có biết bao nhiêu những điều gì đó đang làm thì chúng ta dường như không cần chú ý đến bài học nhìn thấy Chúa Giê-xu. Bởi vì đối với một số người dường như điều khác hấp dẫn hơn nhiều. Người khác hấp dẫn hơn nhiều. Cho nên chúng ta không chú ý, không tập trung, không dồn cái sự chú tâm vào chính Chúa của chúng ta để lắng nghe Chúa truyền phán, để thực hiện chức vụ của chúng ta một cách tốt đẹp. Xin Chúa cho chúng ta luôn lệ thuộc vào Chúa. Đừng để bất cứ điều gì xung quanh chi phối. Chúng ta luôn xu hướng về Chúa. Dân Israel cứ nhìn qua bên tả, nhìn qua bên hữu, và thậm chí lại nhớ về Ai Cập với dân gian của hành của kiểu như chuột thịt kho gì đó. Mà họ không hướng về Canaan như chính như chơi và Caleb. Cho nên họ đã thất bại. Người ta nói rằng những vật hữu hình của trần gian sẽ bị xóa mờ trong ánh hào quang rực rỡ của thiên đàng. Chỉ trong ánh hào quang rực rỡ của thiên đàng, chúng ta mới có thể thấy những gì của trần gian bị xóa mờ mà thôi. Sách Khải Huyền được Đức Chúa Trời cho phép sứ đồ Giăng viết ra khi ông bị đày đến đảo Bát Môn. Ông nói cho tất cả mọi người gặp khốn khổ bắt bớ, không còn gì ở trần gian. Cả con Chúa sứ điệp đó đã được ban ra thì tất cả mọi người hướng về thiên đàng, và những hấp dẫn của thiên đàng, những niềm hy vọng không tàn héo, không hư y của thiên đàng hấp dẫn họ rất nhiều, và vì vậy nên họ sẵn sàng để qua thể hy sinh đánh mất tất cả những thứ ở trần gian. Chỉ những gì tốt đẹp hơn khi chúng ta có tầm nhìn về Chúa và thiên đàng thì chúng ta mới có thể xem nhẹ, xem thường những thứ vật chất. Điều thứ ba chúng ta suy nghĩ ở đây, nhìn thân Chúa Giêsu theo chính Phaolô đã nói ở trong Côrintô thứ nhì đoạn ba đó câu 18, hãy để mặt trần mà nhìn xem Chúa Giêsu nhé. Điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ ở đây tức là hãy để mặt trần mà nhìn xem Chúa. Mặt trần đây có ý nghĩa rất đơn giản dễ hiểu, đó là một cái tầm nhìn không có bức màn che khuất, dù là bức màn như thế nào. Trong bản dịch khác câu Kinh Thánh này nói rằng hãy để một sự trong sạch trong đời sống của chúng ta mà hướng về Chúa, bởi vì chúng ta hướng về Chúa sẽ không đạt được tốt lành giữa Chúa với chúng ta vì tội lỗi xen vào. Cho nên một điều rất là chắc chắn, ấy là tội lỗi đã xen vào trong cuộc đời chúng ta. Cho nên dù chúng ta cố gắng hướng về Chúa thì chính Ngài cũng không chấp nhận, bởi vì tội lỗi đang che khuất giữa chúng ta với Chúa và giữa Chúa với chúng ta. Như cái gì Ê-sai đã nói trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2, không phải tay Chúa ngắn mà không cứu được, không phải lỗ tai này nặng mà không nghe được, như vì tội lỗi của các ngươi đã che khuất giữa các ngươi với Đức Giê-hô-va. Thế thì để mặt trần mà nhìn xem Chúa có nghĩa là hãy cất hết tất cả những gì che khuất tầm nhìn của chúng ta hướng về Chúa thiên đàng, với chúng ta những phước hạnh mà đáng ra chúng ta đã có nhưng chúng ta không có được.
chúng ta hãy chăm về những sự thấy được hay là chăm về những sự không thấy được? Có lẽ chăm về những sự thấy được dễ hơn. Nhưng Phaolô cũng đã nói trong Cô Tô Nhất đoạn 4 từ câu 18 đó, vì chăm những sự thấy được sẽ qua đi, sẽ tạm thời, mà phải chăm về những sự không thấy được. Vì vậy thì bây giờ trong khi chúng ta gọi là nhìn chăm Chúa Giêsu để mà bước đi, đừng bao giờ quên là có lắm ngăn trở. Xin Chúa cho chúng ta cất đi, không còn bức màn nào che khuất cả. Có đoạn Kinh Thánh ở trong Cô Linh Tô thứ gì, đoạn 3 câu 12 đến 18, chúng ta đã hiểu trong đoạn Kinh Thánh này nói đến những lẽ thật bị che khuất, nói đến Chúa là tân ước. Nhưng thật ra có hôm nay tôi không phải nói một cái đó mà thôi, nhưng trong ánh sáng của Thánh Kinh với rất nhiều bài học áp dụng để chúng ta có thể thấy nói chung một điều là còn rất nhiều điều che khuất. Ê-sai chỉ thấy Chúa đầy trọn với sự thánh khiết khi vua Ô-xia băng hà. Có lẽ vua Ô-xia là một trong những vị vua rất tài ba, nhưng vua Ô-xia băng thì lúc bấy giờ Ê-sai có một cái nhìn mới hơn về Chúa và về chính mình cũng như về dân tộc của mình. Chúng ta cần có một cái nhìn thật đúng đắn cho nhu cầu của dân tộc chúng ta, cho hội thánh chúng ta. Khi chúng ta có một cái nhìn thật xuyên suốt với Đức Chúa Trời, ước ao tất cả mỗi chúng ta là những tôi tớ con cái Chúa, nhận được những khải tượng của Chúa. Mà chỉ khi ấy chúng ta mới có thể hầu Chúa một cách rất là tốt đẹp. Dường như nhiều người không quan tâm đến vấn đề này, họ không nhìn thấy Chúa trên trời có chương trình ý muốn tốt lành trên họ trong chức vụ hầu Chúa giữa trần gian, mà ngược lại đôi lúc họ muốn thực hiện những ý đồ của riêng tư và của tiêu chuẩn trần gian để Đức Chúa Trời phải chấp nhận. Đó không phải là thứ tự đúng đắn. Xin Chúa cho chúng ta có một tầm nhìn, hay là có một khải tượng, thế rồi chúng ta biết phải làm gì. Dù có lẽ thế gian chưa bao giờ biết điều đó, nhưng chính Chúa cho chúng ta thấy được. Nhân sinh Chúa Giêsu, đó là chúng ta hãy để mặt trần mà nhìn xem, không có một cái điều gì kẻ phục. Hãy nhướng mắt lên. Ở trong Kinh Thánh sửa ở trong nước có cái từ nhướng mắt lên. Nhướng mắt tức là chúng ta đưa cái tầm mắt chúng ta xa hơn cái gì chúng ta đang thấy được hiện tại. Sứ đồ Giăng đã nói sự phán bảo của Chúa cho môn đồ, đó là hãy nhướng mắt lên. Các ngươi hãy nhướng mắt lên mới thấy được rằng đồng ruộng đã chín vàng hết rồi, sẵn cho con gặt. Nhưng mà nhiều người trong các ngươi nói còn 4 tháng nữa. Mày không chịu nhìn, hãy nhìn lên đi sẽ thấy. Nếu để đến 4 tháng nữa thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra cho một tôi tớ và con cái Đức Chúa Trời khi không có thái tượng của Chúa? Sẽ khốn khổ cho hội thánh Đức Chúa Trời khi chúng ta đã có thể biết dữ liệu hầu cho khi đối diện với những khó khăn không bị hụt hẫng. Pharaoh của Ai Cập hay là tất cả những người thông thái trong xứ Ai Cập lúc bấy giờ vẫn không bao giờ vượt xa hơn cái nhìn biết về 7 năm đói kém. Và Joseph cũng là một con số không mà thôi, nếu không bởi sự soi sáng của Chúa. Vì vậy 7 năm đói kém sẽ chẳng làm chết những con người đáng ra phải chết vì có được vô xét, có một cái tâm nhìn rất xa, xa hơn 7 năm sau, vì biết làm gì trong lúc 7 năm được mùa đó. Một người không có thái tượng phung phí thời gian hiện tại,
hành động sai trái cho những việc làm trong vai trò quản lý của mình, những ta lâm là hơn trước khả năng của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cắt hết tất cả những ngăn trở, những bức màn, hầu cho chúng ta có một khải tượng đến với Chúa trên cao. Và thế phải chúng ta biết làm gì cho hôm nay, và những gì chúng ta làm hôm nay là bất lợi cho phúc lợi Chúa ngày mai, người Chúa giúp cho chúng ta. Để nhờ đó chúng ta xóa đi tất cả những gì thật không xứng đáng ở trong hiện tại. Có một bà mẹ đến thăm con học ở trên thành phố. Bà rất buồn bởi vì dồn cả sức lực, tâm trí, tiền bạc để nuôi con ăn học, và nghĩ rằng nó cố gắng để học hành. Nhưng khi lên thăm thì thấy đứa con đó treo ở trong phòng, trong nhà của mình đủ mọi thứ tình bất tính. Bà cảm thấy rất là đau lòng. Hình những cô gái lọa thể, rồi những hình không xứng đáng để treo. Bà khuyên con là: con ơi, nên dỡ những cái hình đó xuống, mẹ cảm thấy khó chịu quá khi nhìn xem những bức hình đó. Nó nói: mẹ không thể nào giống như con được. Và nó vẫn cứ tiếp tục treo những bức hình đó suốt thời gian mẹ nó thăm nó ở tại trên thành phố. Rồi sau đó bà buông để trở về. Bà cầu nguyện nhiều lắm và cuối cùng chỉ làm một điều, đó là gửi cái hình Chúa Giêsu lên cho con của mình. Và con ơi, hãy treo bức tường này lên một cái chỗ xứng đáng nhất trong phòng của con. Thì dĩ nhiên nó cố tìm một cái chỗ nào đó để treo hình Chúa Giêsu. Khi treo nó rồi, nó nói rằng: chà, gần hình Chúa Giêsu mà có hai cái hình này thì cũng được rồi. Gỡ xuống. Bây giờ mỗi ngày đi ngang thấy hình Giêsu đây, hình bên kia, nó lại đấu chọi với hình Giêsu, không được, phải gỡ xuống. Và một ngày nào mà hình Chúa Giêsu vẫn còn treo trong phòng, thì từng bước, những bức hình khác phải gỡ xuống tất cả. Và mỗi ngày nghe theo lời Chúa phán, được sự nhắc nhở của mẹ, và nhìn hình ảnh Chúa Giêsu, một sự biến đổi hoàn toàn trong đời sống của đứa con này. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục để ngổn ngang ở trong tâm trí của chúng ta những điều bất chính. Chúng ta vẫn tiếp tục chấp nhận những gì thấy được ở tại trần gian, và thậm chí chúng ta dường như thiên nhiên khi chúng ta nhìn sang phía đó tưởng được gì chăng, không được gì cả nữa, tất cả con người nó sẽ sụp đổ mà thôi. Bởi vì Chúa Giêsu không được chính chúng ta nhìn một cách xuyên suốt qua lời của Chúa phán bởi Thánh Linh và mỗi thứ giao của chúng ta với Chúa. Hai môn đồ trên con đường về làng Emmaus khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu đi với họ mà họ còn nhìn không ra mà. Họ cũng biết Chúa Giêsu đang đi với họ. Không phải vì cớ Chúa Giêsu khác thường. Mọi môn đồ có thể thấy, nhưng hai người không thấy. Như vậy nói rằng có những ngăn trở đối với hai môn đồ trên con đường về làng Emmaus. Sự buồn bã, sự nặng nề, thất vọng vân vân. Vì vậy cho nên Kinh Thánh đã chép rất rõ ở trong Hebrew đó: chính Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta không còn bị mỏi mệt trần lòng khi chúng ta nghĩ đến Chúa, trông nhìn đến Chúa. Dù chúng ta chịu tất cả mọi khốn khó trên đời này đến đâu, vẫn chưa bằng chính Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi khốn khó đau đớn vì chúng ta. Và nhờ hướng về Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không bị mỏi mệt và sần nọc. Có ba kinh nghiệm mà trong bài học nhìn xem Chúa Giêsu. Thứ nhất, đó là chúng ta phải tập trung vô mọi sự chú ý để cắt đứt mọi ngăn trở. Thứ hai, hãy tiến đến một cái nhìn sâu hơn để chiêm nghiệm Chúa thật sự dù trên đất này, như chúng ta có thể thấy được Chúa vinh quang ở trên trời trong sự chiêm ngưỡng tốt đẹp hơn. Và thứ ba, đó là chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa khi chúng ta tiếp tục chăm nhìn Ngài. Cho đến điều cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3, đó là phản chiếu vinh quang của Chúa. Đây là tuyệt đỉnh của Đức Chúa Trời muốn thực hiện cái đời sống của chúng ta. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương,
thì hóa thân của một ảnh tượng ngài từ linh hiển qua linh hiển. Ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải phản chiếu vinh quang của Chúa cho thế giới này. Khi chúng ta thật sự đã được Chúa làm cho linh hiển, chúng ta đều để mặt trần mà chiếu lại vinh quang của Chúa. Có bản dịch diễn ý dễ hiểu như thế: chúng ta hãy để mặt trần mà nhìn xem Chúa và chiếu lại vinh quang của Chúa. Như vậy thì chúng ta cần làm một cái bước cuối cùng trong kinh nghiệm nhìn xem Chúa. Bởi vì khi một người nhìn xem ai đó thì từ từ người đó sẽ được biến đổi, sẽ cố gắng bắt chước như người đó. Chúng ta phải phản chiếu Chúa. Khi chúng ta cứ thường xuyên chăm nhìn Chúa, một điều thực tế đó là trong đời sống của chúng ta, để chúng ta chú ý chú mục vào một người nào, xem đó như là thần tượng của chúng ta, thì chúng ta dường như trở nên giống người đó vậy đó. Những kẻ tôn sùng ai đó là những bậc anh hùng thì thường thường hay bắt đầu phản ảnh cái lối sống của người đó. Nhiều ca sĩ ngày hôm nay thì hay bắt chước lắm, thì chúng ta để ý xem có những ca sĩ bắt chước giống. Thì ca sĩ nổi tiếng là gì? Lam Trường, Đăng Trường, Đàm Vĩnh Hưng gì đó. Rồi dường như tôi thấy rằng họ hay cố bắt chước những hình ảnh người đó, từ cái dáng đi, từ cái cung cách, cầm micro cũng làm sao đó bắt chước giống như thế. Bởi vì dường như đó là những cái ca sĩ nổi tiếng thần tượng, cố gắng bắt chước giống như thế, bắt chước khí cũng giống. Nếu chúng ta xem ai đó là thần tượng của chúng ta mà chúng ta cứ nhìn xem, chúng ta cố gắng thì sẽ giống như thế. Thế thì bây giờ Chúa muốn cho chúng ta là những tôi tớ con cái của Chúa cứ nhìn xem Chúa và rồi sẽ phản chiếu vinh quang của Chúa. Khi ta học về Chúa một hồi thánh thì có một vị tín đồ đến thăng với nhà tôi và chúng và tôi nói rằng ông bà thầy lúc đó chúng tôi còn làm việc đạo, mà thầy thấy không, con tôi đứa nào cũng trắng hết trơn, sao có đứa nhỏ này đen thôi à, tôi không biết tại sao như thế. Rồi là chị cái đó là việc làm sao chúng ta biết được. Không, cuối cùng tôi biết một nguyên nhân. Lúc tôi mang bầu đứa con gái này, trong phòng của chúng tôi có hình của một người da đen, ngày nào cũng cứ đi qua đi lại đi qua, nhìn thấy cái hình của một cô da đen, cho nên mình đứa gái con đen vui như thế. Tôi thì không có ý kiến và chúng ta cũng không dám kết luận, nhưng mà ý của chị này muốn nói rằng cái gì mà nhìn hoài thì riết nó giống như thế. Nói như vậy không có nghĩa là ai là người có bầu cứ nhìn những người trắng đẹp, người xanh con trắng đâu nha. Thật ra thì chưa hẳn là như thế. Như đây cái ý mà chúng ta muốn nói có nghĩa là ít nhiều gì đó, khi chúng ta chú ý về một đối tượng nào thì chúng ta sẽ giống, và người khác nhìn thấy chúng ta giống như thế. Chúng ta ai nấy để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng ngài. Cũng có nghĩa là một cái sự phản ảnh lại chính hình ảnh tốt đẹp của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Muốn chúng ta ban phước và giúp đỡ cho hết thảy mỗi ông bà anh chị em chúng ta, chính mình tôi, để chúng ta sẽ thật sự nhìn xem Chúa không phải chỉ là một câu kinh thánh quen thuộc, nhưng chúng ta hiện ở trong chính ý muốn của ngài. Chúng ta nhìn xem Chúa bởi vì không ai ngoài Chúa có một gương mẫu trọn vẹn như vậy về sự thành công trong cuộc đua, trong sự vâng phục, trong kỷ luật của đời sống, vân vân. Hãy hướng về Chúa có một cái nhìn vượt thời gian và không gian để chúng ta có thể nhìn chăm lên Chúa trên trời, và chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, và những chi phối của trần gian, sức mạnh của trần gian, sự bất vả của thế giới tối tăm này cũng sẽ không ảnh hưởng cho ai cứ chăm nhìn Chúa, vì có được chính Chúa soi sáng cho mình. Và xin Chúa cho chúng ta cất hết tất cả những gì gọi là che khuất tầm nhìn của chúng ta,
như cái bức màn ở trong trường ước, hầu như chúng ta có khải tượng trong công việc Chúa những ngày tháng sắp tới. Và điều Chúa muốn cho tất cả mỗi chúng ta cần có là gì? Đó là phản chiếu vinh quang của Chúa cho mọi người xung quanh. Làm sao phản chiếu được? Chúng ta có giống Chúa Giêsu chút nào đâu, bởi vì không thể nhìn trên Chúa, chúng ta không có gần gũi với Chúa, không có ảnh hưởng gì của chính Chúa với chúng ta bao nhiêu. Cho nên người ta chỉ nhìn thấy trong chúng ta toàn là những hình ảnh nào khác mà không có hình ảnh của Chúa Giêsu. Đó là điều rất là đau buồn, đó là điều rất là khủng khổ. Và đó là thất vọng của trần gian. Chúa muốn nhìn thấy những cơ đốc nhân phản chiếu vinh quang của Chúa. Tất cả đều cần phải nhìn xem Chúa Giêsu. Xin đi cái trận ban phước cho tất cả mọi chúng ta.